All I feel is blue. Black. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình quay trở lại đây với một tutorial tiếp. Đó chính là cách thay pin cho cái smart key này. Mình thấy dạo này xe máy smart key ngày càng nhiều, cho nên hôm nay mình sẽ chỉ các bạn thay pin cho cái chiếc smart key này nha. Nhiều người chị em cũng không biết cách thay pin, rồi ra ngoài tiệm chi cho nó tốn tiền. Mà chỉ với khoảng 10.000 thôi, là khoảng 10 đến 12.000 thôi là mình có thể mua pin về mình tự thay được rồi. Rất là đơn giản luôn. Sẽ bắt đầu luôn nha. Đầu tiên muốn thay pin thì mình phải mở cái remote này ra. Mở bằng cách nào? Mở bằng cách đây. Đây. Đó, trên này nó có một cái khe nè. Chúng ta sẽ đưa cái tua vít hoặc là đưa một cái gì dẹp dẹp cứng vào, hoặc là cái thăm màu đen á, cái màu đen mà dùng để mở cốp các bạn. Mình sẽ để ở góc này nha, cái thăm màu đen ở đó. Đưa vào đây mình có thể mở được luôn. Rất đơn giản. Nhưng mà có một cái lưu ý là khi mà mở thì chắc chắn nó sẽ bị chạy. Nhưng mà cũng không nhiều rồi các bạn, cũng không ai để ý đâu. Nhưng mà mở lần đầu thì nó phải chạy, mấy lần sau thì nó đỡ hơn, mấy lần sau thì nó nhẹ nhàng hơn nha. Giờ mình sẽ bắt đầu mở, sẽ đưa cái chìa khóa này, mình mở bằng cái chìa khóa nha. Đó. Nhét vô đây, nhét vô lỗ. Hoặc là các bạn không có chìa khóa, các bạn làm tua bít cũng được nha. Mà phải dẹp. Dặn. Đó. Nó sẽ hơi chày cái phần của này một chút, nhưng mà không ai để ý đâu các bạn, kệ đi. Đó. Bẻ thì nó tách ra như vậy. Rồi, mình mở ra thôi. Nếu mà còn cứng thì các bạn lấy cái tua vít các bạn nạy. Này nó ra này. Đây. Đây là cục pin của mình. Đây là cái bảng mạch của remote. Còn cái phần ron này là cái phần chống nước. Mình đậy lại cái này nó sẽ kín nước. Không quan tâm đến nó. Mình sẽ quan tâm đến cái này. Rồi các bạn lưu ý nha. Lưu ý cái mặt. Cái mặt lưới này nè, nó nằm ở trên. Chứ các bạn lắp vào đừng có nhầm lẫn nha. Nằm ở trên. Mình sẽ lấy kéo đi. Khơi ra. Nhẹ nhàng. Đây là cục pin của nó. Nếu các bạn không biết mua cái loại pin nào á, tại vì cái này nó cũng nhiều loại lắm, thì các bạn mở xong các bạn ra tìm điện. Đây. Pin Maxell nè. Đó. Mình có mua sẵn 2 cục. Nó là loại này. Loại màu đỏ nha, CR2032. Khui ra luôn. Đây, cục pin mới của mình. Mình lắp vào. Nãy mình có nhắc mấy bạn á, mặt lưới thì nó nằm ở trên, mặt này nằm ở dưới. Lắp vào. Ấn kêu một cái cạch đã vô các bạn. Thì mình sẽ đóng lại nha. Sẽ đóng theo chiều này. Hai cái này nó sẽ giáp với nhau. Các bạn nhớ đóng chặt. Không ai đi mưa nó sẽ vào nước á. Bạn đóng mà có cái khớp nghe cạch 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 cạch. Kiểm tra kỹ các khớp nè. Nghe cạch 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 là nó ok, nó kín. Nó hơi chày nhưng mà không sao các bạn. Nếu mà các bạn mở bằng cái cây nhựa, cái cây nhựa mà đi theo cái chìa khóa này nè, thì nó bớt chày hơn. Nhưng mà mở lần đầu không được nha, phải
mấy lần sau lúc mà nó bớt cứng rồi nó cái cây đó mới tác dụng. Mình mới dọn phòng cho nên mình thất lạc cây đó rồi, cho nên mình xài cái chìa khóa đã. Thế nè, ok một cái. Sau đây mình sẽ làm thêm một cái nữa cho các bạn dễ quan sát. Cái này mình đã tách ra nè, mình thường thường có hai chìa đúng không, đây chìa này mình đã tách ra, mình lấy pin vô thôi. À mình quên nói giá pin, hai cục pin này mua, một cục pin này nó có giá là 6.000, mình mua là 6.000, hai cục là 12.000. Các bạn đỡ phải mất công ra tiệm hoặc là nhờ những cái đơn giản như thế này, rất là các chị em đều có thể làm được. Đây mặt lưới nè, mặt lưới ở trên rồi lắp vào nghe mỗi cặp. Ok mình đóng vào nha, rất đơn giản, đóng vào. Các bạn bóp các cái đầu đến khi nó chắc, nghe tiếng lạch cạch, các bạn để ý không bị hở nha. Mình này mình bóp chặt luôn nè, còn cái này nó chạy chút không sao đâu các bạn, không ai để ý không. Xong giờ bấm thôi. Đó, quá trình thay pin này rất là đơn giản đúng không các bạn, ai cũng thể làm được. Nếu mà các bạn không làm được thì các bạn hãy comment phía dưới nha, mình có thể hướng dẫn thêm cho các bạn. Video của mình tới đây là hết. Nếu các bạn thích cái video này thì hãy like và subscribe cho kênh của mình nha. Chào tạm biệt các bạn và hẹn các bạn trong những video sau.